con đường trinh nữ. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1: Thông tin chi tiết về The Version Way của Richard Granson. Phần 2: Tổng quan. Richard Granson, người sáng lập tập đoàn Version, chia sẻ những gì ông đã học được trong suốt 40 năm lãnh đạo trong The Version Way 2014. Granson khám phá các giá trị, chiến lược, phương pháp và con đường ông đã đi để trở thành người lãnh đạo của một tập đoàn kiểm soát hơn 360 công ty đồng thời duy trì và gìn giữ tính cách vui vẻ mà ông thừa hưởng từ cha mẹ mình. Branson nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần kinh doanh và sự cần thiết phải bảo tồn và phát triển nó trong các thế hệ tương lai. Phần 3. Quả táo không rơi xa cây Mẹ của Richard Branson, bà Eva Branson là một doanh nhân rất tích cực, người đã dành cả đời để theo đuổi các cơ hội và thử nghiệm những ý tưởng kinh doanh mới. Cha anh Ted Branson là một người cha bao dung và yêu thương, Richard thường đến cửa hàng Lân Cận để mua những thanh sô cô la khi còn bé, để tài trợ cho cơn nghiện sô cô la của mình, anh ta đã lấy trộm ít tiền lẻ từ phòng ngủ của bố mẹ mình. Người bán hàng hỏi cha anh về số tiền của Richard, điều này khiến Tết nhận ra rằng con trai mình đang ăn cắp của anh ta. Richard mong đợi sự trừng phạt, nhưng thay vào đó, cha anh đã không nói chuyện với anh trong một ngày. Phản ứng bất ngờ này đã dạy cho Richard một bài học là luôn cho người khác cơ hội thứ hai. Richard cũng nhớ rất rõ người mẹ năng động của mình luôn theo đuổi những ý tưởng kinh doanh mới, vạch ra những ý tưởng thất bại và phát triển những ý tưởng thành công. Cô ấy nói với anh ấy, bạn được đảm bảo bắn trượt mọi cú đánh mà bạn không thực hiện. Cụm từ này cuối cùng đã định hướng sự nghiệp kinh doanh của anh ấy, thúc đẩy anh ấy khám phá những ranh giới mới. Lớn lên, Richard tiếp thu những đặc điểm của cha mẹ mình, điều này đã giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo thành công và dễ tính tạo cơ hội thứ hai cho nhân viên của mình và hướng đến việc cung cấp một môi trường lành mạnh để họ làm việc. Khát vọng kinh doanh của Richard và tính cách dễ thương vốn có đã đưa ông trở thành chủ sở hữu thành công của tập đoàn Vơi Dần. Phần 4. Lắng nghe nhiều hơn, nói ít hơn. Một giá trị quan trọng mà Richard đã học được trong thời thơ ấu của mình là trở thành một người biết lắng nghe hơn là một người nói suông. Trong một trò chơi đảo chữ ở trường, Richard nhận ra rằng các chữ cái tạo thành từ lắng nghe cũng tạo thành các từ tranh thủ và im lặng. Richard bắt đầu mang theo một cuốn sổ tay ghi lại những suy nghĩ và ý tưởng mà anh ấy thu thập được từ các cuộc trò chuyện và bài phát biểu mà anh ấy gặp phải. Anh ấy cũng nhận thấy rằng việc ghi chú giúp anh ấy hiểu và tiếp thu nhiều thông tin hơn kể từ khi anh ấy mắc chứng khó đọc. Richard tin rằng một nhà lãnh đạo vĩ đại cần phải có kỹ năng lắng nghe nâng cao và nghiên cứu mà ông thực hiện ở tất cả các công ty thuộc tập đoàn Vơ Dình đã khẳng định tầm quan trọng của những kỹ năng đó. Richard đã yêu cầu tất cả nhân viên của Vơ Dình đánh giá khả năng lãnh đạo tại thế giới Vơ Dình và nhận được phản hồi tích cực về những nhà lãnh đạo biết lắng nghe nhân viên của mình và những người luôn ở bên cạnh, sẵn sàng giải quyết vấn đề của họ. Phần 5. Nhìn từ bên ngoài vào Richard tin rằng nhìn công ty của bạn qua con mắt của người khác là điều cốt yếu cho sự phát triển của nó. Để làm được điều đó, Richard trước tiên dựa vào ý kiến của gia đình và bạn bè trước khi thực hiện bất kỳ bước quan trọng nào. Anh ấy không thực sự tin vào hiệu quả của các nhóm tập trung vì hầu hết những người tham gia quan tâm nhiều hơn đến tiền lương mà họ nhận được hơn là lợi ích của công ty. Richard đã áp dụng nhiều cách để thực hiện triết lý nhìn từ ngoài vào trong của mình. Tại Virgin Airlines, ông thường phụ thuộc vào trải nghiệm du lịch của nhân viên hơn là khảo sát để cải thiện. Tại Virgin Hotels, Ri tập trung vào ý kiến đóng góp từ các khách hàng trung thành hơn là các nhóm tập trung và tại vơi dừng Atlantic. Ông Đích Thân gọi điện cho các hành khách trên chuyến bay sau khi họ đến London để hỏi về trải nghiệm của họ với hãng hàng không của ông. Richard cũng đã áp dụng triết lý nói rằng, nếu nó không bị hỏng, hãy sửa nó. Anh ấy đã sử dụng nhiều phương pháp để luôn dẫn đầu và cải thiện công việc kinh doanh của mình. Phần 6. Truyền cảm hứng bằng lời nói. Là một nhà lãnh đạo, Richard thấy mình thường xuyên tham gia vào các cuộc trò chuyện và phát biểu. Sau nhiều bài phát biểu, anh ấy nhận ra rằng các nhà lãnh đạo vĩ đại có thể giao tiếp với toàn bộ khán giả của họ theo cách mà mọi người đều hiểu. Richard cũng học được giá trị của sự im lặng và cách sử dụng nó khi anh ấy không có thông tin giá trị nào để thêm vào cuộc trò chuyện. Richard, giống như nhiều người khác, mắc chứng glossophobia, chứng sợ nói trước đám đông. Để vượt qua nỗi sợ hãi như vậy, anh ấy nhận thấy rằng việc tưởng tượng mình đang phát biểu trong một vùng thoải mái của mình, chẳng hạn như trên bàn ăn tối với bạn bè hoặc gia đình, đã có tác dụng rất tốt. Ri nhận ra tầm quan trọng của việc tạm dừng đúng lúc và tác dụng của chúng trong việc làm nổi bật những ý quan trọng trong bài phát biểu. Mặc dù làm việc chăm chỉ để phát triển kỹ năng diễn thuyết của mình, nhưng thay vào đó, Ri thích thực hiện phần hỏi và đáp được dàn dựng tốt hơn vì cách sắp đặt ít trang trọng hơn sẽ thúc đẩy trải nghiệm thư giãn hơn và cho phép thông tin được truyền tải trôi chảy hơn. Richard tránh sử dụng những từ như ôm, à, bạn biết đấy và thích. Anh ấy cũng tránh sử dụng những từ phủ định kép như đó không phải là một ý kiến tồi để không bị khán giả hiểu lầm. Thay vào đó, Richard quảng bá bằng cách sử dụng giọng điệu truyền cảm hứng hơn là giọng điệu tiêu cực. Chẳng hạn như thay thế bạn sẽ không thích điều này nhưng bàn đây có thể là một vấn đề khó giải quyết nhưng tôi chắc rằng chúng ta sẽ hoàn thành nó. Phần 7. Tuyên bố sứ mệnh dứt khoát Richard nhận thấy các tuyên bố sứ mệnh của hầu hết các doanh nghiệp đều không hấp dẫn và được viết kém. Nhiều bài lố bịch, dài dòng và đầy rẫy những lời xáo rỗng, không giống như phương châm của lực lượng không quân hoàng gia, bờ đủ S Astra, có nghĩa là thông qua trận chiến tới các vì sao. Nó ngắn gọn, đầy cảm hứng và đáng tin cậy. Richard muốn tránh đưa ra những tuyên bố về sứ mệnh giống như tuyên bố của gã khổng lồ dược phẩm Crystal Myers như sau: "Để khám phá, phát triển và cung cấp các loại thuốc tiên tiến giúp bệnh nhân vượt qua các căn bệnh hiểm nghèo." Mà có thể dễ dàng phù hợp với bất kỳ công ty dược phẩm, ngược lại, Richard tìm kiếm những tuyên bố sứ mệnh nhằm mục đích cao và truyền cảm hứng cho nhân viên. Tuyên bố sứ mệnh của Virgin Ếch tiếp là Chúng tôi muốn trở thành cơ sở chăm sóc sức khỏe và thể hình thuộc sở hữu thương hiệu, tập trung vào khách hàng đầu tiên trên thế giới có thể tiếp cận được với nhiều bộ phận xã hội với mức giá mà người tiêu dùng có thể chi trả và muốn trả. Một tuyên bố sứ mệnh rõ ràng và tùy chỉnh như vậy sẽ thúc đẩy tất cả các nhà quản lý và nhân viên làm việc để đạt được từng khía cạnh đã nêu. Phần số 8. Hơn cả mục tiêu đề, các nhà lãnh đạo không chỉ là những người nắm giữ danh thiếp xác định họ là một theo Richard, một nhà lãnh đạo phải luôn sẵn sàng giải quyết các vấn đề phát sinh. Một trong những trích dẫn yêu thích của Richard là: "Lãnh đạo là khả năng che giấu sự hoảng loạn của bạn với người khác", của lão tử. Trở thành một nhà lãnh đạo cũng liên quan đến việc phân chia trách nhiệm rộng rãi nhất có thể trong công ty của bạn. Các hệ thống phân cấp cao tạo ra sự ghen tị và bóp nghẹt các ý tưởng đổi mới. Hơn nữa, một nhà lãnh đạo mạnh mẽ sẽ giao trách nhiệm thay vì loại bỏ chúng. Ủy quyền là trao cho ai đó trách nhiệm về một tình huống cũng như quyền hạn để xử lý nó. Mặt khác, xuống hạn chỉ đơn thuần là ủy thác một vấn đề cho người khác mà không cho họ quyền làm bất cứ điều gì về vấn đề đó, rồi đổ lỗi cho họ vì đã thất bại. Bằng cách ủy thác một cách khôn ngoan, Richard không còn lãnh đạo bất kỳ công ty nào của Virgin mặc dù sở hữu chúng. Thay vào đó, anh ấy giám sát từ xa, sử dụng kinh nghiệm của mình để chỉ ra những điểm mù hoặc những khả năng mới khi cần thiết phần chính, trở thành may mắn. Richard tin rằng may mắn không phải là một loại sức mạnh nào đó nằm ngoài nhận thức và sự tồn tại của chúng ta đang cố gắng kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Do đó, thật bất công khi quy kết thành công của mọi người và doanh nghiệp chỉ đơn giản là nhờ nó. Nếu quan sát kỹ các doanh nghiệp thành công, bạn sẽ thấy rằng phần lớn trong số họ chấp nhận rủi ro và sẵn sàng thử những điều mới. Một cách khác để diễn giải may mắn là biết rằng nó cũng có nghĩa là ở đúng nơi, đúng thời điểm và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội đến. Phần 10. Luôn tìm kiếm cải tiến. Richard luôn tìm kiếm chiến lược tiếp theo mà ông có thể áp dụng để cải thiện công ty của mình. Có hai công ty vận tải Version Atlantic và Version Trans. Anh ấy không hài lòng với tình trạng du lịch ở Vương quốc Anh và đang tìm cách cải thiện nó. Richard quyết định tặng tai nghe chất lượng cao có logo Virgin, trong khi các hãng hàng không khác vẫn phát tai nghe giá rẻ. Richard phát hiện ra rằng việc tặng tai nghe miễn phí ít tốn kém hơn so với việc làm sạch và tái chế chúng, đồng thời khiến khách hàng hài lòng. Mặc dù luôn đặt mục tiêu mang đến cho khách hàng của mình một trải nghiệm hoàn hảo, nhưng Richard không bao giờ là người cho điểm 10 hoàn hảo cho một thứ gì đó. Ông tin rằng luôn có chỗ để cải tiến, bất kể thứ gì đó xuất sắc đến đâu. Richard cũng tận dụng tài năng quan trọng trong việc tuyển dụng những cá nhân đặc biệt làm việc cho các doanh nghiệp rừng của mình đặc biệt là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Phần 11. Tìm một cách tốt hơn. Phương pháp của Richard để vượt qua một thị trường lớn là đưa ra một giải pháp thay thế rẻ hơn, tốt hơn. Chiến lược này cho phép ông thành lập Virgin Atlantic và thâm nhập thị trường hàng không với đội bay chỉ gồm một chiếc máy bay thuê. Virgin Atlantic Airways không chỉ rẻ hơn so với các đối thủ cạnh tranh mà còn tự hào về hạng thượng lưu cung cấp dịch vụ cao cấp hơn các hạng nhất của các hãng hàng không khác trong khi rẻ hơn ghế hạng thương gia của họ. Richard cũng tập trung vào sự thân thiện và cách cư xử tốt của phi hành đoàn trong cabin, một dự án kinh doanh kém cỏi khác là thành lập công ty vơ dần mobile của ông. Không có chút kinh nghiệm nào trong thế giới viễn thông, nhưng chịu mức giá quá cao của các công ty di động Anh, Richard tin rằng mình có thể cung cấp một giải pháp thay thế tốt hơn, rẻ hơn để hoàn thành công việc thành công. Anh ấy đã tuyển dụng góp đôn người từng làm cố vấn quản lý tại McKinsey và họ cùng nhau thành lập Vơ Mobile trước tiên với tư cách là nhà điều hành mạng ảo di động. Vơ Mobile đã tận dụng lợi thế của việc tư nhân hóa British Telecom, vốn được luật pháp EU yêu cầu để cho phép các nhà khai thác khác thuê thời gian trên dung lượng mạng dư thừa của họ. Vơ Mobile đã áp dụng định dạng trả trước, giúp khách hàng tránh được hóa đơn điện thoại cao bất ngờ. Thay vì phàn nàn về dịch vụ tồi, việc ra khỏi đó và tự tạo lại nó thường có lợi hơn. Phần 12. Triết lý BUMBLEBEE Việc biết rằng một con ong vò vẽ không thể bay theo tất cả các định luật khí động học, nhưng dù sao đi nữa, điều đó đã truyền cảm hứng cho một triết lý quan trọng mà Richard đã áp dụng trong suốt sự nghiệp của mình. Tiết lộ của ông vò vẽ khiến Richard nhận ra rằng ngay cả khi mọi thứ không hoạt động trên lý thuyết, chúng vẫn có thể thành công trong thực tế. Richard đã áp dụng triết lý này trong các công ty vơi dần của mình, nổi bật nhất là vơi dần Atlantic, nơi ông đã đại tu toàn bộ trải nghiệm du lịch, bao gồm cả phòng chờ sân bay, một động thái mà các công ty hàng không khác coi là vô lý. Nâng cấp trải nghiệm sân bay của Richard đã phát triển để trở thành Clubhouse Lounge, ngày nay cung cấp đầy đủ quầy bar, cắt tóc và đánh giày, đồ ăn nhẹ hoặc bữa ăn đầy đủ với dịch vụ bàn massage toàn thân, bồn tắm nước nóng và nhiều dịch vụ khác. Khái niệm này cũng đã chứng tỏ bản thân khi giới kinh doanh cho rằng khái niệm version Megastore sẽ thất bại, nhưng thay vào đó, nó lại thành công rực rỡ, trở thành một điểm đến du lịch. Phần 13. Tuyển dụng làm leader Trong số những nhiệm vụ mà Richard chọn không ủy thác là quá trình tuyển dụng, đặc biệt là khi tuyển dụng những cá nhân sẽ đảm nhiệm các vị trí cao anh ấy tin rằng sự tiếp xúc trực tiếp và cá nhân giữa anh ấy và ứng viên là điều cần thiết để giúp anh ấy đánh giá quyết định. Triết lý tương tự đã được Larry Page, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Google, áp dụng. Người tiếp tục khẳng định mình là người quyết định cuối cùng về việc có đưa ra lời mời làm việc cho bất kỳ ai đang được cân nhắc cho vị trí cấp cao hay không. Một phương pháp khác mà Richard sử dụng để tuyển dụng đúng người là mời nhân viên trong công ty đến gặp người được phỏng vấn một cuộc họp như vậy đảm bảo rằng tất cả nhân viên sẽ kết nối với nhau và họ có khả năng tạo ra một nhóm gắn kết. Richard cũng coi trọng tính cách, sự tò mò và thúc đẩy kinh nghiệm khi phỏng vấn các khách hàng tiềm năng, anh ấy đặc biệt chú ý đến việc họ có phù hợp với văn hóa và lý tưởng của công ty mình hay không. Tuân thủ quy trình tuyển dụng tỉ mỉ cũng cho phép Richard thay thế nhân viên từ bên trong khi những người khác rời đi. Richard tin rằng để nhân viên của bạn đạt được kết quả tốt nhất bạn cần có khả năng lãnh đạo tốt và một nền văn hóa khiến họ cảm thấy được đánh giá cao, được trao quyền và được tin tưởng. Để giúp thúc đẩy triết lý của mình, Richard đã áp dụng chính sách không theo dõi ngày nghỉ phép của Netflix, vì vậy nhân viên có thể nghỉ bao nhiêu ngày tùy thích. Chính sách này đã giúp công ty của họ phát triển và có năng suất cao hơn. Phần 14. Các nền văn hóa lành mạnh. Kế hoạch của nhà lãnh đạo sáng sủa sâu rộng hay có tầm nhìn xa không quan trọng nếu nó không được hỗ trợ hoàn toàn bởi văn hóa công ty mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Điều này được chứng minh rõ ràng qua ví dụ về hãng hàng không Tây Nam của Hớp Keller Hơ. Hãng được thành lập vào năm 1967 để cung cấp dịch vụ hàng không tiết kiệm bên trong bang Texas, nhưng nó đã vấp phải sự thù địch gây gắt từ ba hãng hàng không Texas hiện có. Sau khi tòa án tối cao Texas ủng hộ quyền bay của Southwest hớp bắt đầu làm cho nó thành công. Anh ấy nhận ra rằng mức giá rẻ là chưa đủ, vì vậy anh ấy đã đầu tư vào việc tập hợp và thành lập một phi hành đoàn vui vẻ và hấp dẫn về thể chất. Hớp mới nhận ra rằng nếu anh thuê và trao quyền cho đúng người, những người tận tâm cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt, thì mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy. Chiến lược của Hớp tỏ ra có hiệu quả cao. Năm 2012, Southwest trở thành hãng hàng không đầu tiên trong lịch sử của một thị trường cạnh tranh nổi tiếng công bố lợi nhuận trong 40 năm liên tiếp. Southwest hiện cũng có một phi đội gồm 600 máy bay, tất cả đều là loại Boeing 747. Chiến lược sở hữu duy nhất một mẫu máy bay của Hubby giúp phi hành đoàn và kỹ sư bảo trì dễ dàng làm việc thay phiên nhau trên tất cả các máy bay. Văn hóa doanh nghiệp có lành mạnh hay không có thể được biểu thị bằng việc nhân viên có sử dụng chúng tôi chúng tôi thay vì họ họ khi nói về đồng nghiệp của họ hay không. Nói ở ngôi thứ ba về các đồng nghiệp khác có nghĩa là cả nhóm không hành động như một và không có mối ràng buộc nào đoàn kết các thành viên của nó. Phần 15. Con đường trinh nữ Richard tin rằng các nhà lãnh đạo trước tiên phải hết lòng cống hiến hết mình cho các giá trị thương hiệu cốt lõi của họ, khiến các giá trị đó được nhân viên thấu hiểu đón nhận và ăn sâu vào tâm trí. Ngoài ra, sau nhiều năm kinh nghiệm, anh ấy tin rằng niềm đam mê không thể dạy cho bất kỳ cá nhân nào. Nó có trong DNA của họ hoặc không, vì vậy các ứng viên xin việc phải thể hiện niềm đam mê ngay từ đầu. Bản thân là một nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết đã cho phép Richard thuê được những nhà quản lý cũng đam mê tương tự. Những người này có khả năng tự nhiên để nhận ra sự nhiệt tình chân thành ở những người khác. Trong suốt nhiều năm, Ông đã phát triển cái được gọi là phương thức version, đòi hỏi phải trao cho người lao động quyền tự chủ, độc lập, hỗ trợ và hình ảnh thương hiệu có khả năng thích ứng cao, cung cấp cho họ công cụ để ra ngoài và biến những điều phi thường thành hiện thực. Phần 16. Làm hết sức, chơi hết mình. Richard tin rằng việc mời nhân viên của mình có một khoảng thời gian vui vẻ tại một sự kiện xã hội sau giờ làm việc là một phần thiết yếu để tạo ra một môi trường gia đình và một nền văn hóa doanh nghiệp thú vị tự do niềm tin này đã khiến ông tổ chức các bữa tiệc hàng năm cho nhân viên đối tác và con cái của họ khi nhân viên đang uống rượu và vui vẻ với sự có mặt của ceo các lễ kỷ niệm đã làm việc để phá bỏ bất kỳ khái niệm về thứ bậc hơn nữa anh ấy nghĩ rằng hạnh phúc chứ không phải thành công nuôi sống hạnh phúc để trở nên giàu có hơn trước tiên người ta phải hài lòng và nhiệt tình với công việc của mình. Khả năng không quá coi trọng bản thân và luôn có khiếu hài hước đã giúp Richard có một công việc kinh doanh phát đạt. Phần 17. Doanh nhân học đường Hệ thống trường học ở Vương quốc Anh chưa bao giờ thực sự nắm bắt được khái niệm rằng tinh thần kinh doanh có thể và nên được nuôi dưỡng khi còn trẻ. Điều này có thể đã được cải thiện đôi chút theo thời gian, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Richard tin rằng thay vì thuần hóa trí tò mò, tham vọng và tinh thần bẩm sinh của học sinh, các trường học phải học cách khai thác và định hướng chúng. Chương trình giảng dạy nên truyền cảm hứng để họ phát huy hết tiềm năng của mình, nắm bắt cơ hội, chấp nhận sai lầm và đặt câu hỏi về hiện trạng bất cứ khi nào có thể. Ngoài ra, các doanh nhân ở mọi lứa tuổi nên được mời nói chuyện với sinh viên về những cuộc phiêu lưu cá nhân của họ tại các trường học và đại học. Như một cách để giúp các doanh nhân trẻ đầy tham vọng phát triển, Richard đã thành lập Virgin Startup một phần của vơi dình mang ni để hỗ trợ họ đào tạo, hướng dẫn và kiếm tiền. Richard cũng nhận ra rằng bất kỳ ai cũng khó thành lập doanh nghiệp, nên cần chú ý nhiều hơn đến các nữ doanh nhân trẻ. Những người tiếp tục gặp phải những trở ngại lớn hơn nhiều về tài chính, thị trường và mạng xã hội so với các đồng nghiệp nam. Phần 18. Tránh hiệu ứng SILO Hợp tác là một thành phần thiết yếu của mọi doanh nghiệp phát triển mạnh, cũng như một thành phần thiết yếu trong cuộc sống của mỗi doanh nhân rất ít, nếu có, các doanh nhân đã biến một khái niệm thành hiện thực mà không cần sự hỗ trợ của người khác. Nó có thể đến từ gia đình, bạn bè, người cố vấn, đối tác kinh doanh hoặc tất cả họ, nhưng tinh thần đồng đội là điều cần thiết để thành công trong kinh doanh. Một hình thức hợp tác khác là liên doanh. Chẳng hạn như khi Apple và Nike hợp tác với nhau để tạo ra một công nghệ không dây cho phép dây dép giao tiếp với iPod của chủ sở hữu và theo dõi hoạt động của chúng. Ngoài việc tìm kiếm sự hợp tác ở cấp độ cá nhân và liên doanh, Richard tin rằng các nhà lãnh đạo phải thấm nhuần tinh thần hợp tác giữa các nhân viên của họ. Nếu nhân viên của công ty thiếu sự hợp tác, công ty sẽ gặp phải hiệu ứng SILO, đó là khi các phòng ban và nhóm không tương tác với nhau. Một nhà lãnh đạo phải triệu tập một cuộc họp bao gồm toàn bộ lực lượng lao động của công ty và nêu rõ vấn đề, giải quyết mọi vấn đề mà các nhóm gặp phải với nhau. Việc tạo ra bầu không khí không có SLO cũng có thể được thực hiện bằng cam kết của toàn công ty trong việc đưa các phòng ban khác tham gia phát triển sản phẩm ngay từ đầu. Ngoài ra, việc tránh hiệu ứng SLO có thể đạt được bằng chính kiến trúc tòa nhà của công ty. Các buồn kính phải được loại bỏ để tạo không gian mở hơn, thúc đẩy tinh thần đồng đội và tương tác. Phần 19. Tính cách quyết định. Có ba loại tính cách khi đưa ra quyết định: người trì hoãn, người quyết định nhanh và người đánh giá, những người trì hoãn đợi cho đến khi họ buộc phải đưa ra quyết định. Họ không thể trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả vì họ làm chậm đáng kể quy trình làm việc của công ty. Kiểu tính cách thứ hai mà Richard thuộc về là kiểu người đưa ra quyết định nhanh chóng. Tính cách như vậy cho phép tiến bộ nhanh chóng, nhưng nó cũng khiến cá nhân đó có nguy cơ mắc nhiều lỗi hơn. Cuối cùng, loại thứ ba và hợp lý nhất, người đánh giá xem xét các khả năng và đánh giá xem họ có đủ thời gian để đưa ra lựa chọn có học thức hay không hoặc liệu họ có nên tiến hành ngay lập tức vì sợ bỏ lỡ cơ hội hay không, thậm chí nếu sau này họ có thể hối tiếc. Dựa trên nhiều năm lãnh đạo của mình, Richard tin rằng ngay cả khi điều gì đó thoạt nhìn có vẻ là một ý tưởng tốt, người ta phải cân nhắc tất cả những lợi ích và bất lợi để tránh hối tiếc về quyết định sau này. Phần 20. Phục vụ thế giới một công ty thành công không chỉ phục vụ lãnh đạo và nhân viên mà còn phục vụ cộng đồng, quốc gia và đôi khi là toàn bộ thế giới. Trong trường hợp của Walmart, công ty đã phát hiện ra rằng việc chuyển đổi bóng đèn sợi đốt trong tất cả các cửa hàng của họ bằng đèn CFL đã giúp họ tiết kiệm được 6 triệu đô la chi phí hóa đơn tiện ích. Điều này khiến cửa hàng bán lẻ bắt đầu bán CFLS thay vì bóng đèn sợi đốt, giúp khách hàng tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Một ví dụ khác là việc Safaricom và Vodafone ra mắt dịch vụ chuyển tiền phi ngân hàng MPESA ở Kenya. Dịch vụ này đã thu hút 17 triệu người đăng ký trong vòng 4 năm. Việc sử dụng rộng rãi MPESA đã thúc đẩy nền kinh tế Kenya phát triển. Ở vị trí lãnh đạo và nhìn thấy tác động toàn cầu mà một công ty có thể có, Richard bắt đầu nỗ lực gọi là nhóm B để giúp các doanh nghiệp có ảnh hưởng có lợi hơn trên thế giới. Nhóm B là một nhóm các giám đốc điều hành doanh nghiệp toàn cầu đang tìm kiếm một kế hoạch B cho doanh nghiệp nhằm cân bằng giữa việc theo đuổi lợi nhuận với nhu cầu của nhân viên, xã hội và môi trường. Phần 21. Phong cách của tác giả. Trong The Virgin Way, Richard Branson sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng, hài hước và thân thiện. Anh ấy chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ việc điều hành các công ty Virgin của mình từ đầu. Anh ấy cũng sử dụng nhiều ví dụ về các doanh nghiệp mà anh ấy đã xử lý hoặc chứng kiến sự thành công của họ. Virgin quay bao gồm một mục lục mở rộng với thông tin bổ sung về các chủ đề được thảo luận. Phần 22. Góc nhìn của tác giả Richard Branson là một tác giả, doanh nhân thành đạt, nhà đầu tư và người sáng lập tập đoàn Virgin, tập đoàn kiểm soát nhiều công ty thành công. Ông quyết định viết theo Virgin Way sau 40 năm kinh nghiệm làm doanh nhân chia sẻ cái nhìn sâu sắc có giá trị của mình để giúp đỡ những người khác trong kinh doanh và cuộc sống. Phần 23, đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về con đường chinh nguyên của Richard Branson. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm.